Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể mở khóa được con Nokia 2.4. Cái mã của nó là TA1270. Các bạn có thể là xem ở đằng sau mặt lưng của nó đây. Cái mã của nó là TA1270 nhé. Con này thì mình bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình. Chính vì vậy mà mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn nào mà cũng bị quên giống như mình nhé. Đó, cái mật khẩu này mình bị quên rồi này. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử vào cái chế độ là recovery để mình reset phần mềm cho nó nhé. Các bạn tắt nguồn đi cho mình nhé. Ok, bây giờ thì các bạn thử bấm cái phím đó là phím nguồn và phím tăng âm lượng nhé, để chúng ta vào cái chế độ recovery mode này. Khi hiện logo lên thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra, nhưng mà vẫn phải giữ phím tăng âm lượng nhé. Như vậy là mình không thể nào dùng được cái cách này để chúng ta có thể là vào được cái chế độ recovery mode để chúng ta xóa dữ liệu đi nhé. Và bây giờ thì mình cần phải sự trợ giúp của máy tính để chúng ta mới có thể vào được cái chế độ recovery mode để chúng ta reset phần mềm cho nó. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé. Trên màn hình máy tính của mình thì các bạn để ý ở đây, mình đã để sẵn cái tool đó là Nokia FRP tool. Thì link của cái tool này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Sau khi các bạn tải về thì các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool này ra nhé. Mà trước khi giải nén cái tool này thì mình khuyên là các bạn nên tắt cho mình cái phần mềm diệt virus ở trên máy đi nhé. Ok, các bạn sẽ vào cho mình cái mũi tên này. Mình sẽ tắt cái phần mềm diệt virus ở trên Windows 10 của mình đi nhé. Mình sẽ vào cái biểu tượng của Windows Security này. Mình sẽ vào cái mục là Virus and Threat Protection này. Rồi mình sẽ vào cái mục là Manage Setting này. Rồi ở cái mục là Real Time Protection này, mình sẽ off đi nhé. Mình sẽ bấm là Yes này. Ok, bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool này ra bằng cách là chuột phải vào cái file này, chọn vào là Extract to Nokia này. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là Full Done nhé. Các bạn bấm OK cho mình này. Ok, mình sẽ mở cái thư mục mà mình vừa giải nén ra này. Cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn nên cài đặt cái driver nhé. Chúng ta cần cài đặt driver để máy tính có thể là nhận được chiếc điện thoại này của chúng ta, kết nối được đấy. Thì mình sẽ mở cái thư mục là USB driver ra. Các bạn cài cho mình cái file màu xanh này nhé, Qualcomm MTK driver này. Các bạn chọn Yes cho mình này. Yes cho mình này. Các bạn chọn vào cái chữ Trung Quốc này nhé. Ok, mình sẽ bấm vào đây này. Như vậy là cái quá trình cài đặt driver của mình đã xong. Việc tiếp theo là mình sẽ cài đặt cái phần mềm này nhé. Và đây là cái mật khẩu để cài đặt cái ứng dụng này. Mình sẽ mở cái file mật khẩu này ra này. Sau đó là mình sẽ copy cái mật khẩu này nhé. Mình sẽ chọn là copy này. Và bây giờ thì mình sẽ kích đúp vào cái file cài đặt này nhé. Cái tool này. Mình sẽ mở để mình cài đặt cái tool này nhé. Đó, mình sẽ chọn là Yes này. Mình sẽ chọn là OK này. Mình sẽ chọn là Lake này. Rồi bây giờ thì mình sẽ paste cái mật khẩu mà vừa mình copy vào đây. Rồi mình sẽ chọn là Lake này. Chọn Next này. Chọn Next. Chọn Next. Chọn Install. Ở đây nó báo là có một cái lỗi xảy ra. Rồi mình cứ chọn là Ignore đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bấm vào. Mình bỏ hai cái tích này đi cũng được. Hoặc các bạn sẽ khởi chạy luôn cái ứng dụng này luôn nhá. Mình sẽ bấm là Finish này. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình sang cái tab đó là ADB and Fastboot này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình sang cái mục là đây. Các bạn chọn cho mình vào Fastboot nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đưa cái chiếc điện thoại này của chúng ta về cái chế độ Fastboot này. Các bạn tắt nguồn đi cho mình nhé. Sau đó là các bạn sẽ bấm giữ cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng này. Rồi các bạn nhả ngón tay ra cho mình. Khi mà các bạn nhìn thấy có cái chữ là Fastboot Mode đây rồi nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái cáp sạc của con Nokia này và mình sẽ kết nối nó vào máy tính nhá. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính này. Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc điện thoại của mình nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là Reboot to Recovery Mode nhá, để chúng ta sẽ đưa chiếc Nokia này của chúng ta vào cái chế độ là Recovery Mode này. Mình sẽ bấm vào đây. Đó, các bạn để ý là điện thoại của chúng ta đã khởi động lại và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi nhá. Để xem nó vào cái chế độ recovery mode. Đó, nó hiện lên cái con Android này. Thì các bạn sẽ làm như mình nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình phím nguồn này. Bấm giữ phím nguồn, sau đó là bấm tăng âm lượng một cái là xong. Mình sẽ bấm giữ nguồn này, sau đó là bấm tăng âm lượng này.
thì chúng ta đã có thể là vào được cái chế độ Zigbee Mode này rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn xuống cho mình cái mục là Wide Data Factory Reset nhé. Đây các bạn dùng cái phím giảm âm lượng này. Rồi các bạn sẽ chọn phím nguồn cho mình nhé. Các bạn tiếp tục chọn cho mình vào cái mục là Factory Data Reset này. Rồi chọn phím nguồn để xác nhận này. Ok, bây giờ cái vệt sáng nó đang ở Reboot System Now thì mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại máy nhé. Và cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, như vậy là máy của mình đã khởi động lên rồi nhé. Và mình sẽ bấm vào là hãy bắt đầu này. Mình sẽ vào ngay bên trong. Rồi ở đây kết nối với mạng di động thì mình sẽ bấm là bỏ qua này. Các bạn chờ một chút nhé. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình này. Rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Ok, các bạn để ý ở cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm là không sao chép nhé. Đó, đến đây thì nó vẫn yêu cầu mình phải xác minh cái hình mở khóa. Thì đương nhiên là cái mật khẩu mở khóa màn hình này mình đã bị quên rồi nên mình không thể nào mà vẽ được vào nhé. Và ở đây thì nó sẽ có thêm một cái tùy chọn, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế. Thì mình sẽ bấm vào này. Đó, đến đây thì nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Như vậy là các bạn đã có thể là có thêm cái tùy chọn là nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập ở trên cái con máy này, nhập vào trong CS và lây để tải phần mềm đấy, thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản đó vào đây thì các bạn sẽ có thể vào sử dụng được điện thoại. Còn trong trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google đó thì bắt buộc chúng ta cần phải xóa cái xác minh tài khoản Google này nhé. Và để xóa cái xác minh tài khoản Google này thì các bạn sẽ làm theo cái video này của mình. Các bạn để ý nhé, ví dụ mình gõ vào đây thì các bạn để ý ở đây cái micro nó gạch như này là mình không sử dụng được nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái màn hình kết nối vào wifi. Đó, mình sẽ bấm vào là thêm tất cả các mạng wifi này. Rồi mình sẽ bấm vào thêm mạng mới này. Đó, các bạn để ý bây giờ cái micro của chúng ta đã có thể là bấm được vào rồi nhá. Mình sẽ bấm vào này. Rồi mình sẽ bấm vào là từ chối này. Tiếp tục mình sẽ bấm lần nữa này. Và mình bấm từ chối lần nữa này. Các bạn để ý bây giờ cái micro của chúng ta đã có cái màu trắng này rồi nhá. Mình sẽ bấm vào này. Sau đó là mình sẽ bấm là cho phép này. Đến đây thì mình sẽ chọn quyền nhé. Rồi các bạn để ý ở đây, ở trên đây nó có cái biểu tượng để chúng ta có thể là tìm kiếm rồi nhé. Mình sẽ bấm vào này. Rồi đến đây thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là thông tin ứng dụng nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là thông tin ứng dụng này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là thông tin ứng dụng nhé. Để mình vào những cái ứng dụng ở trên điện thoại của chúng ta. Đó. Ở đây các bạn để ý ở ngay cái mục đầu tiên là mục Android Auto thì các bạn sẽ chọn vào cho mình này. Các bạn sẽ bấm cho mình vào là buộc dừng nhé. Các bạn bấm là OK này. Rồi các bạn sẽ quay trở lại cho mình này. Và các bạn sẽ kéo xuống và tìm cho mình cái ứng dụng là thiết lập Android. Đây các bạn kéo kịch xuống dưới nhé. Các bạn chọn vào cho mình là thiết lập Android này. Sau đó các bạn cũng bấm cho mình là buộc dừng này. OK này. Rồi mình sẽ quay lại này. Bây giờ thì các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng đó là dịch vụ của Google Play này. Rồi mình sẽ tắt cái dịch vụ của Google Play đi nhá. Mình bấm là tắt ứng dụng này. Sau đó là mình cũng sẽ buộc dừng luôn này. OK này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái màn hình ban đầu nhá. Đó, mình cứ quay lại cái màn hình ban đầu luôn đi. Màn hình chào mừng này nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào này. Mình sẽ bấm là bỏ qua này. Các bạn sẽ quay lại cho mình này. Đó thì các bạn để ý ở đây đã có cái mục là thiết lập mà không có mạng rồi. Mình sẽ bấm vào nhá. Mình sẽ bấm là tiếp tục này. Đó, các bạn để ý là mình đã vào được chỗ là ngày giờ rồi nhá. Mình sẽ bấm tiếp này. Rồi ở đây thì mình sẽ cài đặt cái mật khẩu sau nhá. Mình bấm bỏ qua này. Hãy bắt đầu này. Thì mình cứ bấm bỏ qua đi. Phương thức đặt mật khẩu màn hình mình bấm bỏ qua này. Vẫn bỏ qua này. Mình sẽ bấm là tiếp tục này. Đến đây thì các bạn sẽ bấm cho mình là không phải bây giờ nhé. Đó,
Như vậy là chúng ta đã vào được cái màn hình chính của con Nokia 2.4 này rồi. Và các bạn để ý ở đây nó có một cái thông báo là đây, bật dịch vụ của Google Play lên. Mình sẽ bấm vào nhá. Rồi mình sẽ bật cái dịch vụ của Google Play lên này. Đó. Bây giờ thì các bạn đã có thể là vào CH Play này. Rồi chúng ta sẽ chọn là đăng nhập này. Chúng ta cần phải kết nối vào Wi-Fi nhé. Đây mình sẽ kết nối vào Wi-Fi này. Mình sẽ kết nối vào Wi-Fi nhé. Rồi mình sẽ kết nối vào Wi-Fi của nhà mình. Mình sẽ bấm kết nối này. Đó, như vậy là mình đã kết nối vào Wi-Fi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ bấm vào CH Play nhé. Mình sẽ bấm là đăng nhập này. Đó, các bạn để ý nè. Bây giờ thì chúng ta đã có thể là tạo một cái tài khoản mới rồi nhé. Đây, cho bản thân tôi. Rồi các bạn sẽ điền cho mình những cái thông tin mà CH Play yêu cầu để chúng ta tạo một cái tài khoản CH Play mới. Tạo một cái tài khoản Google mới đấy. Để chúng ta có thể tải những cái ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Và bây giờ thì mình cũng sẽ cho bạn coi thông tin của con điện thoại này. Đây mình sẽ bấm vào là giới thiệu điện thoại này. Đó, đây là con Nokia 2.4 nhá. Cái mã của nó là TA1270 nhá. Đó, nó đang chạy cái phiên bản Android 11 này. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa được chiếc điện thoại Nokia 2.4 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình nhá. Và đồng thời là xóa luôn cái xác minh tài khoản Google khi mà các bạn bị quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập ở trên CH Play để tải phần mềm. Bây giờ thì các bạn đã có thể là sử dụng được chiếc điện thoại Nokia 2.4 này một cách bình thường rồi nhá. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.